Tao có chuyện hệ trọng muốn nhờ tới tụi bay đây. Dạ, tụi con có chết cũng làm theo ý của ông chủ. Nhớ, tao chỉ muốn đánh cho nó què giò, què tai thôi, không được đánh nó mất mạng. Ông cứ yên tâm, đối với tụi con chuyện này chỉ là chuyện... Mày im, nghe tao nói. Đây là chuyện hệ trọng, tụi bay không được sơ suất kia chứ. Tụi con chắc chắn sẽ làm, nhưng mà không tính chừng nào bắt đầu. Từ đây tới đám cưới, lúc nào cũng được. Nhưng hiện giờ ông ta đang ở nhà hàng Nam Kiệt Lát, phòng ốc thì kín đáo, tụi con không có giấy tờ gì hết á, khó lòng lọt vô được. Dạ, ông chủ tính sao ạ? Đây là cái cớ để cho tụi bay gặp ổng. Cứ nói là thơ của Tuấn Sĩ Càng mời ông ta. Chuyện này không phải chuyện giỡn chơi. Lộ ra là chết cả đám, hiểu chưa? Hai đứa bay xong việc sẽ được thưởng lớn. Còn bây giờ, cầm đỡ phần này đi. Dạ, cảm ơn chú. Lo làm việc đi. Ra tay xong, về đây báo tao biết liền. Dạ, ông chủ cứ yên tâm ạ. Con đi. Dạ. Rõ ràng là ông hội đồng Quỳnh muốn sát hại ngài cai tổng tâm để mà bịt miệng thiên hạ chuyện hồi trước. Cũng may mà nghe được, nếu không chắc ông cai tổng. Ông ơi, Giòn, có chuyện chi mà bay tìm ông giờ này? Dạ, bây giờ nguy cấp cho ông lắm rồi đó. Cái chi mà nguy cấp? Dạ, hồi nãy con nghe ông hỏi Đồng Quỳnh cho người tới đưa thơ cho ông, đang mà gạt ông ra ngoài rồi ra tay sát hại. Dù không có giết được ông, nhưng mà cũng đập què giò gãy tay ông, đang mà ông không có tới dự đám cưới cô hai được. Thiệt sao? Dạ thiệt mà. Con vừa nghe xong là con leo hàng rào tới báo cho ông hay liền. Đặng mà ông liệu, ông nhớ nghe ông, có ai đưa thơ ông đừng có nhận nghe ông, quả tới đó. Bây giờ ông lên phòng đóng cửa kỹ lại đi, con tới báo cho ông hay rồi con về liền. Bây về liền hay sao? Dạ chứ không thôi ông bà chủ phát hiện con giờ này không có ở nhà là ông bà chủ nghi liền. Ông nhớ bảo trọng nghe ông, ông nhớ bảo trọng nghe ông.